kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị có một buổi sáng tốt lành. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết sáng nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, sáng nay thì người dân miền Bắc tiếp tục được thụ hưởng không khí mát mẻ, ẩm vừa phải qua một đêm có mưa lác đác ở một vài địa phương. Toàn miền Bắc đang duy trì mức nhiệt trong khoảng là 25 đến 27 độ. Thời tiết rất thích hợp cho các hoạt động thể dục thể thao. Đến gần trưa thì do trời vẫn còn nhiều mây nên nhiệt độ cao nhất cũng không quá cao, chỉ dao động trong mức là 34 đến 35 độ trên toàn miền. Tuy vậy thì người dân cũng sẽ không tránh khỏi cảm giác oi nóng nếu như mà trời đứng gió. Đó là do sự tác động của vùng áp thấp nóng đang nằm sẵn ở phía tây và chỉ chờ khi mà khối khí biển rút khỏi phía đông thì vùng áp thấp nóng phía tây này sẽ sẵn sàng lấn sang và khiến cho miền Bắc quay trở lại với tình trạng nắng nóng. Nhưng mà theo các chuyên gia khí tượng thì điều này phải chờ tới ngày chủ nhật mùng 1 tháng 6. Còn tại khu vực Trung Bộ thì trong ngày hôm nay nắng nóng cũng bắt đầu tăng lên về diện và lượng. Vùng nắng nóng phân bổ dọc miền núi phía tây. Các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa kéo dài đến khu vực Bình Định, Phú Yên với mức nhiệt tại đây lên đến trên 39 độ. Các vùng nằm ven biển thì mức nhiệt sẽ dao động trong khoảng là 35 đến 38 độ. Thêm cạnh đó thì vào chiều nay có thể sẽ có mưa dông nhiệt xuất hiện trên các địa phương miền núi phía tây của Nghệ An, thành phố Huế và Ninh Thuận. Người dân cần hết sức đề phòng. Thời gian này, điểm đến nghỉ ngơi vui chơi lý tưởng và tránh nóng của người dân sẽ là các bãi biển dọc miền Trung. Trong ngày hôm nay, thời tiết cũng khá thuận lợi cho mọi hoạt động. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý không nên ở ngoài nắng vào tầm giữa trưa đầu giờ chiều. Nhớ mang theo mũ rộng vành, nước uống để tránh cảm nắng, đặc biệt là với trẻ em. Thưa quý vị, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ thời điểm này đến trước 16 giờ chiều nay, thời tiết tương đối thuận lợi cho hoạt động giao thương, sản xuất nông nghiệp, trời hầu như không có mưa. Nhiệt độ tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 31 đến 34 độ, còn tại khu vực Nam Bộ cao nhất cũng chỉ mức 36 độ. Trong chiều và đêm nay, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo là sẽ xuất hiện mưa dông rải rác, lượng mưa khá sẽ xảy ra ở một số nơi như là tại Kon Tum, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, một vài nơi ở miền Tây Nam Bộ như là tại khu vực Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng. Mưa có thể sẽ khiến cho các vùng trũng thấp tại các đô thị phía Nam trở nên ngập úng, ảnh hưởng tới giao thông và cuộc sống của người dân. Mưa cũng diễn ra vào giờ tan tầm nên người dân cần lưu ý lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh những rủi ro có thể xảy ra. Thời tiết tốt vẫn còn duy trì trên khắp khu vực Biển Đông. Ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, chủ yếu có gió Nam với cường độ mạnh cấp 4. Trong ngày trời phổ biến, mây thay đổi đến ít mây với tầm nhìn xa thông thoáng. Sóng biển tại đây cao từ 0,75 cho đến 1,75m. Còn tại khu vực giữa và phía nam của Biển Đông, cũng như là tại vùng biển của quần đảo Trường Sa, thịnh hành đới gió Nam đến Tây Nam, cường độ yếu đến trung bình mạnh cấp 4, sóng biển có độ cao từ 0,5 cho đến 1,5m. Mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi, tình trạng biển ổn định và các hoạt động hàng hải có thể diễn ra bình thường. Bản tin thời tiết sáng nay đến đây là hết. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.